tẩy tế bào chết đô lựu là sản phẩm được kết hợp với công thức tẩy da chết và dưỡng chất độc đáo sẽ mang đến cho bạn làn da được chăm sóc vượt trội cùng với nhiều mùi hương mà bạn có thể lựa chọn mặt khác tẩy tế bào chết thường xuyên không chỉ loại bỏ được lớp da xỉn màu sần sùi ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và giúp cho làn da dễ dàng hấp thụ được dưỡng chất từ mỹ phẩm để có thông tin chi tiết về sản phẩm tẩy tế bào chết đô lựu bạn đọc cùng theo dõi hết video sau của shop giúp mình trẻ đẹp nhé bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tẩy tế bào chết đô lựu được biết đến là một trong những sản phẩm được nhiều chị em tin dùng hiện nay. Trong sản phẩm này có thành phần chứa nutrium mối tờ, hỗn hợp độc đáo có chứa nhiều dưỡng chất ẩm được kết hợp với lipid tự nhiên của da, từ đó mang đến hiệu quả về sự thẩm thấu để nuôi dưỡng làn da ở tận sâu bên trong. Sản phẩm tẩy tế bào chết đô lựu được kết cấu theo dạng kem cùng với hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào và thanh mát, đem đến cảm giác dễ chịu và thoải mái khi thắm. Đặc biệt là thành phần từ dầu quả, sữa gạo, quả lựu và hạnh nhân sẽ giúp cho làn da thêm sáng mịn và mềm mại hơn đặc biệt là ngăn ngừa hiệu quả được các dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, nếp nhăn, đốm đổi mồi, dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời. Bên cạnh đó, khi sử dụng sẽ không gây ra hiện tượng nhờn rít giúp bạn có được làn da tươi sáng, mượt mà và sang trọng. Sau khi đã tham khảo một số video trên các diễn đàn làm đẹp, ai cũng khẳng định đây là sản phẩm chất lượng thơm ngon và bổ rẻ. Do đó đã có rất nhiều chị em quyết định mua về để dùng thử. Ngay sau khi vừa mở nắp hộp đã cảm nhận được rõ rệt về hương thơm của trái cây. Đây chính là sản phẩm cực kỳ ngọt ngào, dễ chịu và không bị thơm hắc mùi hương liệu. Sản phẩm có hạt giúp cực kỳ nhuyễn mịn khi chúng ta thoa lên da không bị ma sát như các loại hạt tẩy da chết khác. Ngay sau khi đã rửa lại, với nước đã giúp cho làn da trở nên láng mịn ngay lập tức. Khi sờ vào da bạn sẽ cảm nhận được độ trơn cực kỳ thích. Đặc biệt là mùi thơm của sản phẩm thoang thoảng ở trên da và có độ lưu hương từ 4 đến 5 tiếng. Sau khoảng thời gian sử dụng sản phẩm là 2 tuần có thể kết luận được rằng đây là sản phẩm tẩy tế bào chết cực kỳ tốt để có thể nâng cao về sự hiệu quả có thể kết hợp thêm biện pháp che chắn, cũng như sử dụng thêm body lô xanh. Điều này sẽ giúp cho làn da thêm trắng sáng hơn. Bên cạnh đó giá thành của sản phẩm này được đánh giá là phải chăng và phù hợp với túi tiền. Tẩy tế bào chết đôi hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, Họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.